Thì Cú xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ trở lại với một cái video làm về một cây vũ khí cũng gọi là khó kiếm ở Gunny Mobi. Thì đó chính là cây Phíp Ná Gà. Hôm nay mình sẽ làm trên ạc của anh Thuận để không có bị ăn hành cho lắm. Thì bây giờ là mình sẽ mang cây Phíp Ná Gà. Phíp Ná Gà này thì nó thường xuất hiện ở tớp nạp xu, tớp tiêu xu hay là tớp nạp của những cái server mới, hay là có thể những bạn may mắn có thể mở được trong túi VIP ná gà cũng có nữa nha mọi người. Thì cũng gọi là nó cũng tựa như là cây super âm nhạc thôi, nó cũng khá là khó kiếm. Ở những hạt tớp thì hầu như mọi người rất là nhiều luôn, do họ nạp và tiêu xu khá là nhiều. Còn những hạt thường thường tầm trung thì mọi người chỉ có thể mở túi và may mắn nó ra thôi, chứ không có sự kiện nào mà làm để nhận hết. Thì bây giờ là mình đã tháo hết những viên khảm nhanh và viên khảm may mắn để giảm được khoảng 80k lực chiến rồi. Cộng với set đồ này thì nhìn khá là dâm nha các bạn. Hai con mắt nhìn thấy ớn quá. Chỉ số hiện tại thì công 10k, thủ vẫn là 12k5, khá là trâu bò luôn các bạn. Kim cương thì cộng 6 thôi, để mình xem coi, thì mới được có 4.000 điểm thôi. Rồi, muốn lên kim cương 7 thì còn tốn cả núi tiền đó. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi vào sảnh. Và Cú cũng cực kỳ là thích vũ khí ná gà luôn nha mọi người. Từ khi mình chơi PC thì đa số là vũ khí ná gà bên PC nó chỉ cho sử dụng có 7 ngày thôi, chứ không có thể gia hạn luôn. Thì bây giờ là Hà Anh gặp Thục Nữ, hai con Phụng khá là đẹp luôn nha các bạn. Một pha full dam của bạn Thục Nữ được 6.400 máu. Thì bây giờ là Cú sẽ lấy tên và kèm sau đó là một tia full dam kèm bao, cũng không lắm là cho máy, khá là ngang kèo đấy các bạn. Bây giờ là mình sẽ full dam kèm bao thì chạy thần báo. Một tia bao bình thường là được hơn 4k máu, kèm theo đó là một tia bảo kích nữa là nó được khoảng 18k máu, là nó hơn khoảng gấp 4 lần nha mọi người. Thì sau đó là một pha ném bét ngáo ngơ của mình luôn, khá là khó hiểu. Một pha ném bét mid cũng rất may mắn là bạn ấy chạy miễn kháng, ủa chạy phong ấn, bị dính phong ấn, chứ không thì pha xuyên giáp là chắc có lẽ là cũng khá là thốn đấy. Tôn khá là nhiều luôn. Đây là một pha full dam kèm với skill bao, skill của Phượng Hoàng Băng. Thì bây giờ là mình đã bị phong ấn rồi. Một pha ném chay phong ấn của mình rít được 16k máu. Tiếp tục là một pha liên kích thì bạn ấy đã bị bét dặm chết nha mọi người. Nhìn cái set đồ này khá là giống con Annabelle luôn, đôi mắt khá là ghê gợn. Lại thêm cái quả đầu của lọ lem nữa, nhìn khá là mắc cười, như là cô bé bán dâm vậy mọi người. Bây giờ là mình gặp bạn Đại Đế level 69. Thì không biết là bạn ấy có đào cứu hay không, thì các bạn cùng xem nha. Không, bạn ấy chơi đam nha mọi người. Chơi rất là kiểu như là họ thích chơi đam rồi. Chứ nếu pha đấy mà đào thì chắc có lẽ là mình lên bảng rồi.
Bây giờ là mình một pha bay ngáo ngơ nữa các bạn. Bây giờ là mình sẽ full đam kèn với bao. Bạo kích, thần báo. Bạo kích, dạ gì á. Thần báo. Khá là ok luôn. Thì sau pha bạo kích là một pha ném skill best của cú thì bạn ấy đã lên bảng luôn, đã chết luôn rồi. Thì hiện tại mà nói á, mình đi quay mà mình tháo bớt ngọc, bớt khảm chứ, bớt đá khảm ra giảm lực chiến xuống thì đi khá là vui. Do mình sẽ gặp được các bạn mà có lực chiến không quá cao. Kèm với đó là chỉ số của mình sẽ được cao hơn họ khá là nhiều. Cho nên về phần chơi mà đam á, thì mình sẽ có lợi thế hơn. Nhưng mà bù lại là mình sẽ bắn sau. Bây giờ mà mình gặp bạn Vi Chu thì không biết là bạn ấy mang lựu đạn, bạn ấy có đào mình hay không. Bây giờ là mình sẽ mục tiêu full đam, chạy ngọc thần báo. Mục tiêu full đam chỉ được có 6k8 máu thôi mọi người. Và tiếp tục là mình bị văng rồi. Thì ở cái phiên bản này khá là ức chế luôn. Cứ mỗi lần mình đi được vài ván thì nó sẽ bị văng ra như thế này đây. Và vào lại thì chờ khá là lâu. Bây giờ là tới tên của bạn ấy. Một tia ném chay được 1k8 máu là khá là đau đó nha mọi người. Tiếp theo đây là một pha full đam kèm bao. Bạn này cũng rất là trâu đó. Một tia full đam kèm bao là được 9k máu, kèm theo đó là ngọc phong ấn. Một cú ném chai rít khá là đẹp mắt luôn. Thì tiếp theo là mình lại bị ăn cái skill của bé rồng rồi. Khá là ức chế. Một tia ném bé 12k máu. Bạo kích và hạt nhân nha mọi người. Khá là thốn đây. 15.700 máu. Tiếp theo là lại là mục tiêu full đam kèm bao. Có cả xuyên giáp và liên kích nữa nha mọi người. Khá là đau đây. 9k một tia thôi. Khá là may mắn cho cú là nó không có chạy bạo kích. Mà cũng khá là có hiểu tại sao một tia xuyên giáp nó lại không có được hơn máu một tia... Một tia bao bình thường nhỉ. Hồi nãy bạn ấy cũng full đam mình ở đầu trận cũng là 9k đó mọi người. Nhưng mà sau khi chạy xuyên giáp thì vẫn là 9k thôi. Bây giờ lại là một tia full đam kèm với hút máu của rồng. Mình phải bay lên thôi. Mình vừa ném skill best cho nên là mình sẽ cộng dồn bằng cái skill bao này nữa. Thì khi mà mình bay qua mình bao á là mình sẽ được cộng khá là nhiều điểm sát thương kèm với tấn công luôn nha mọi người. Bây giờ là mình sẽ full bao liên kích mọi người. Khá
khá là đau. Một tia bao của mình là 8 ca máu kèm rít là 32 ca. Bây giờ là mình gặp bạn Vavit. Bạn này level 66 thôi. Bây giờ thì bạn ấy cầm lưu gạch cho nên là mình sẽ không bay lên mà mình sẽ full dam bạn ấy luôn. Liên kích nha mọi người. Khá là đau. Thì một tia full dam chỉ được hồi nãy mình quên nhìn rồi, hình như chị cũng chỉ là cỡ 6k8 máu thôi. Bảo kích thì 26k. Bây giờ là mình sẽ full dam kèm bao luôn. Tiếp tục là Ngọc Thần báo. Khá là hay. Bây giờ là mình sẽ ném con bé này thì chắc chắn là sẽ kết thúc bạn ấy thôi. Thì hình như ạc này hầu như là đã có full tất cả các vũ khí của Winnie Mobi. Thì hiện tại chỉ có 4 loại super mới ra thì mà ạc này chưa có thôi. Chứ hầu như là những cái vũ khí mà hồi đó giờ là ạc của anh Thuận có hết. Thì mọi người muốn cứu quay về vũ khí nào thì cứ comment bình luận ở bên dưới video nha. Giờ mình sẽ làm về vũ khí đó cho mọi người xem. Thì bây giờ tiếp tục là mình gặp một bạn cầm búa. Mục tiêu full dam của mình thì để xem hạt nhân kèm với thần báo luôn. Cũng khá là trâu luôn nha các bạn. Xuyên giáp khá là đau luôn. Một tia xuyên giáp mình không biết là bao nhiêu ca máu do nó bị chảy cái màn hình, nhưng mà khá là rác. Tiếp tục lại là cú bị văng rồi mọi người, khá là bực bội luôn. Thì cú cũng nói luôn, hiện tại thì bên cú vẫn còn rất là nhiều ạc trên giá trên 1 triệu. Thì bạn nào có nhã hứng muốn chơi Winnie Mobi, muốn mua thì mọi người hãy liên hệ với cú qua số điện thoại hay là Zalo ở dưới mỗi video. Thì về hình thức giao dịch là mình sẽ nói luôn là tất cả mình chỉ nhận ATM và Momo. Thì các bạn sẽ chuyển khoản cho mình. Nếu như ạc nào đủ đổi số điện thoại thì mình sẽ đổi cho các bạn. Còn nếu như ạc nào chưa đủ thì các bạn bắt buộc phải, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vào ạc đó chơi. Và bắt buộc các bạn phải đợi mình đủ ngày để mình đổi cho các bạn để được an toàn hơn. Còn nếu như ạc nào đã là số điện thoại của cú thì cú sẽ cho mọi người tự treo tự chơi. Và cú sẽ hướng dẫn cho mọi người đổi số điện thoại. Thì chuyện đó mọi người, nếu như các bạn mà có ở trong nhóm cộng đồng Winnie Mobi thì các bạn sẽ biết cú là ai. Và đặc biệt là ở YouTube này, nếu như các bạn chưa biết cú là ai thì nếu tin tưởng thì ủng hộ, còn không tin tưởng thì có thể không ủng hộ. Chứ không có thể nào mà ạc trước hay là nạp trước rồi mới chuyển khoản nha mọi người. Thì bên cú có nhận là nạp móc và bán thẻ rem các loại cộng với ạc game. Thì nếu anh em nào cảm thấy tin tưởng cú được thì các bạn hãy liên hệ để mua ạc. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Thì tiếp theo là mình sẽ trở về với trận đấu hiện tại, là một tia bao
kèm với thần báo hay là gì thì phải. Một tia bao kèm với bảo kích nha mọi người. Khá là may mắn mình chỉ bị dính một tia thôi. Bây giờ là mình sẽ full bao để cầu may luôn. Rất là may mắn luôn mọi người. Xuyên giáp kèm với liên kích thì phải. Một tia xuyên giáp của cứu thì được tới 20k máu, khá là đau. Tiếp theo mình lại gặp bạn Vi Chu khi nãy rồi nè các bạn. Bây giờ là mình sẽ full dam luôn. Bảo kích kèm với thần báo luôn mọi người. Thì một tia bảo kích là 26k máu, khá là rác. Thì vũ khí ná gà này nó có cái góc tựa như là góc lưu gạch với và búa nha mọi người. Góc khá là cao, khá là rộng chứ không phải là cao nữa. Góc rất là rộng như là lưu gạch với cả vip búa vậy đó. Nên bắn khá là thoải mái luôn. Thì đây là một tia lấy tên của bạn ấy. Tiếp theo là một tia full dam kèm bao bảo kích. Rất là đau luôn. Bây giờ là mình sẽ bò qua tận tới nhà luôn để mình lấy tên. Đây là một pha ném bét của cú. Thì nó không có tên luôn nha mọi người. Bạn ấy đã bị dính phong ấn rồi. Bây giờ là mình cũng bị phong ấn luôn. Một tia ném chai kèm với bạo kích và 500 công của skill của Phượng Hoàng thì được 8k1 máu. Tiếp theo là một tia bắn chay của bạn ấy cũng phải gọi là rất là thấm luôn, 7k máu. Xuyên giáp và thần báo thì bây giờ là mình sẽ ném bét liên kích luôn mọi người. Khá là may mắn cho cứu luôn. Một pha ném bét chỉ còn một chút xíu thôi, nhưng mà do chạy liên kích thì bạn ấy đã bị chết luôn. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của cứu nha. Thì hẹn mọi người ở video sau. Mọi người cứ bình luận về vũ khí nào thì cứu.